Thưa quý vị, tỉnh Hà Giang là đại diện duy nhất của Việt Nam được tờ báo New York Times của Mỹ đánh giá nằm trong top những điểm đến du lịch hấp dẫn của năm 2023. Hà Giang đứng thứ 25 trên 52 điểm đến trên thế giới được báo Mỹ gợi ý du khách quốc tế nên ghé thăm trong năm nay. Danh sách này hội tụ các yếu tố bao gồm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên, trải nghiệm phiêu lưu và đã sẵn sàng để du khách khám phá khi du lịch phục hồi. Du lịch Hà Giang được đánh giá cao bởi giữ được những nét nguyên sơ bản địa với những cung đường như là giải lụa, những bản làng trong mây và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cũng như là bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Khách quốc tế cũng được gợi ý đến Hà Giang vào những mùa mà ngắm hoa tam giác mạch, hoa đào hay là hoa cải nở rộ. Năm 2022, tỉnh Hà Giang đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, doanh thu ước tính đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trong đó có hơn 60.000 du khách quốc tế.